Hồng Vân và Thùy Linh xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina Kiyoway, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Và bây giờ Hồng Vân, Thùy Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Nói nghe là sao em tên đàn ông dữ vậy? Do ông ngoại của em đặt cho em. Em muốn đặt tên duyệt để là cái gì làm ra cũng duyệt trước rồi. Tức là được duyệt rồi, dạ, được mới duyệt rồi mới làm. Dạ đúng rồi. Dạ nhưng mà tới giờ thì chưa anh nào duyệt đến em hết. Chưa đến em. Mời bạn trai. Rồi ngồi đi bạn. Nào xin mời bạn gái. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Thờ, chị Hồng Vân. Chào em. Vâng. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Duy. Em sinh năm 85. Em sinh ra ở Thanh Hóa. Hiện giờ em đang ở Bình Dương. Vâng, em ở tiệm sửa xe máy Honda. Tiệm của em hả? Dạ vâng. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, em chào anh ở bên đó và em chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Mai Ánh Duyệt, em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non và hiện tại thì em đang công tác tại Bình Dương ạ, quê em ở Đắk Lắk. Duyệt. Nói nghe là sao em tên đàn ông dữ vậy? Do ông ngoại của em đặt cho em, muốn đặt tên Duyệt để là cái gì làm ra cũng duyệt trước rồi được mới duyệt. Đến. Dạ. Tức là được duyệt rồi, dạ, được mới duyệt rồi mới làm. Dạ đúng rồi. Dạ nhưng mà tới giờ thì chưa anh nào duyệt đến em hết. Chưa đến. Rồi. Rồi, em thấy điểm mạnh của em là gì? Dạ ưu điểm của em thì em biết hát, đã từng làm MC nhưng mà làm trong trường mầm non hoặc là giao lưu với bộ đội á. Làm tranh. Dạ, nói chung là mỗi thứ em làm biết một ít. Nữ công gia chánh. Nhược điểm của em thì nói hơi nhiều. Nhiều lúc thì vẫn hơi vụng về một chút ạ. Rồi bạn bên kia. Em thì điểm mạnh của em thì là thật thà. Yếu điểm của em thì cũng là thật thà luôn này. Vâng. Tại vì thật quá nên là nhiều khi hay bị lừa. Vâng. Không có tật xấu gì không Duy? Dạ em thì bề bộn. Không con trai bề bộn không sao. Vâng. Nằm có gia đình thì hết bề bộn thôi. Vâng, đúng rồi, nhiều khi cũng muốn gọn gàng lắm nhưng mà công việc nó nhiều quá mình không thu xếp được. Không sao. Bên ga đàn gái cho tôi biết một chút đường tình duyên đi. Dạ thưa anh chị thì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Là mối tình thứ nhất của em cũng là mối tình đầu là em quen ở Đắk Lắk cũng gần được 3 năm á. Em lên đây làm á là em quen là mối tình thứ hai. Dạ cũng hơn năm á. Ừ nhưng mà lý do chia tay? Chia tay là bởi vì là anh quá ghen quá mức. Nhiều lúc bạn bè em gọi là khác phái thì gọi điện hỏi thăm, gọi là một năm thì cũng gọi 1-2 lần hỏi thăm thôi thì cũng ghen mà đập đồ thôi chị. Thì đó dạ, thì dạ. Nói chung là ghen đó là dạ, mình dạ. không có chịu nổi cái chuyện ghen kiểu như thế. Dạ. Bên đó làm sao người ấy ơi? Em thì cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình đầu tiên thì cũng quen trên Facebook ấy. Thực ra cũng được gần năm nhưng mà không gặp được nhau. Tại vì em yêu cô đấy thì do là cô đấy có tâm sự với em là mồ côi, thứ hai nữa là bị cái bệnh ung thư giai đoạn cuối đấy. Nói chung là mối tình đó làm cho em rớt nước mắt và cũng rất tiếc em không được gặp. Không gặp nhau luôn. Vâng. Sau mối tình thứ hai nữa thì quen nhau được khoảng 5-6 tháng thì cảm thấy không hợp thì chia tay luôn. Nhưng mà em ơi chào em. Dạ em chào chị. Ừ cái bên nhà gái nhà chị á, là riêng về cái tình yêu mà ghen cuồng là không đồng ý nha, là chia tay nha. Vâng. Lăng nhăng là không có cửa ở cái nhà gái nhà chị nha. Dạ, vâng. Em vậy. Đây là không có lăng nhăng nha. Gặp nhau không gặp nhau mà quen Facebook mà ta vẫn yêu thương như thế mặc dù cái người kia là bị một cái bệnh hiểm nghèo rồi. Em hãy nói cho chị Hồng Vân biết là mong muốn của em tìm người yêu thế nào. Em muốn có một người phụ nữ biết quan tâm và bản thân em sẽ cùng người đấy. Để tạo nên một cái hạnh phúc. Nên là em muốn một người phụ nữ là hướng về gia đình nhiều, nhân hậu. Nói chung là cũng có ý chí trong cuộc sống. Không nhân hậu sao làm cô gái mầm non được. Cô giáo mầm non phải nhân hậu lắm. Đúng tùy rồi chị ạ. Thế em có cái mẫu hình lý tưởng nào về ngoại hình đối với bạn gái không? Nhìn dễ thương một xíu. Nhìn trông nhỏ nhắn một xíu. Yên tâm luôn. Trời chào ơi, cô Linh. Gái dễ thương. Rất là xinh luôn. Chào anh. Nếu như được thì khoảng bao lâu em đồng ý cho đàn trai bước tới? Thì là qua năm ạ.
qua năm đó hả? Trời ơi mừng quá, càng sớm càng tốt. Ok. Em không thích tật xấu gì nhất của người đàn ông? Ở dơ. Ở dơ khi sửa xe thì phải dơ thôi. Nhưng mà xong sửa xe là không có dơ. Không, đó là nghề công việc thì em không nói. Hôm nay tôi thấy rất nhiều cô gái lên bàn mối hò là không muốn đàn ông ở dơ. Không có ai muốn đàn ông ở dơ hết trơn. Thời gian này đàn ông ở dơ dữ lắm hay sao? Mang tiếng dữ vậy đó. Bây giờ là em đi với ai? Dạ, em đi với anh trai đầu, anh trai ruột luôn. Với lại anh em, trai ruột hai em. Rồi, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của Duy. Duy ở nhà thì cũng tính cách cũng vui tính, cũng hòa đồng thân thiện. Bên đàn gái thì cũng dễ thương, cũng xinh xắn. Anh nghĩ hai người bấm nút đi, cho nhau cơ hội. Đúng rồi, cứ đặt vấn đề thẳng luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với anh trai, với em trai và chị hiệu trưởng và đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Bạn trai bên này chững chạc, hiền lành, rất hợp. Cô thấy thế nào cô? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Thứ nhất là em thấy là bạn trai hôm nay rất là đẹp trai và hiền lành. Và em cũng xin giới thiệu luôn về bạn gái của trường em. Bạn ấy rất là nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc. Trong cuộc sống thì bạn ấy rất là chu đáo với mọi người. Bề ngoài thì có thể anh này hơi hiền một tí so với bạn gái. Nhưng mà nếu mà để mà xét về một mối quan hệ lâu dài ấy, thì em nghĩ là nên bấm nút ạ. Rồi, hay, cảm ơn. Rồi, bây giờ mở rào cho hai em gặp mặt nha. Mở rào. Hôm nay đến chương trình, nói chung là anh cũng rất chi là vui. Thấy em dạ rồi, tuyệt vời. Em cũng có một món quà, đó là hoa tính tay em làm. Em gửi tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh. Còn cái này nữa nè. Cái đó tôi lo lắm á. Vâng, hôm nay em lên chương trình thì cũng có tự tay làm cái món nem đặc sản ở Thanh Hóa. Trước tiên mời anh Quyền Linh thử. Nhưng mà cái này thì hơi nhạt, thì phải có nước mắm. Nước mà vâng, nhưng mà em quên hôm nay không mang. Trời ơi. Vâng, cái này heo rừng ấy. Ngon quá. Vâng, anh cần cầm cái. Rồi đem bẩn đi. Em mời chị. Trời ơi. Ngon. Tôi có quyền lấy một miếng không? Có chứ. Dạ vâng. Cảm ơn em. Ngon lắm mọi người. Làm ơi. Như heo để từ gái. Sáng giờ hơi chua chứ. Cái này là cái sản phẩm đầu tay anh làm. Em có thể tự cầm được rồi. Em cảm ơn anh. Tay em làm luôn á hả? Dạ vâng. Thì, không ngon quá vậy. Cái này anh về anh lấy mắm mặn với lại tương ớt. Vậy này thuộc về anh luôn đúng không? Vâng đúng rồi. Rồi cảm ơn em. Trò chuyện đi em. Hôm nay anh run quá. Lần đầu tiên lên chương trình này. Em thấy anh thế nào? Dạ thì mới đầu thì em gặp anh thì em thấy anh là một người có vẻ là hiền hơn em rồi đó. Thực ra cao, anh, to. Thực ra anh cũng không phải là hiền đâu. Anh hiền hay là mạnh mẽ tùy. Tùy hoàn cảnh và tùy đối tượng đúng không? Tại vì xã hội bây giờ mà hiền quá cũng chết à. Anh thích mẫu người con gái như thế nào? Thực sự đến giờ phút này thì anh rất chi là muốn nghiêm túc. Còn là trước đây anh không có thời gian để nghĩ đến yêu. Cũng có rất nhiều người con gái thích anh, anh cũng thích nhiều người, nhưng mà thực sự ra anh không có thời gian để quan tâm đến vấn đề đấy. Lỡ anh không có thời gian cho em thì sao? Không, cho đến hôm nay lên chương trình ngồi trước bao nhiêu người ở đây thì anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu em cho anh một cơ hội, quan điểm của anh là sau này khi về với nhau rồi á, hai vợ chồng sẽ có một kế hoạch, cảm thấy ở đâu mình có thể sống được, phát triển được thì mình ở thôi. Còn em thì nhìn bề ngoài thì cá tính vậy thôi, nhưng mà sống thì cũng là sống bằng nội tâm. Nói chung là sống về tình cảm á, cũng dễ khóc lắm. Thực ra thì anh rất thích những người con gái yếu đuối. Khi anh nóng lên thì người con gái đấy chỉ cần rớt nước mắt là anh sợ lắm. Chân thật chỉ sợ đi nói yếu điểm của mình ra làm gì, mai mốt bà khóc hoài. Đối với em thì không phải là lúc đầu thì có thể là mình gặp nhiều, xong dần dần thì gặp ít đi thì em không thích là điều đó. Đúng rồi, anh cũng vậy. Tại vì là anh là người hướng nội tâm. Anh cũng muốn có một người nào đó để mình quan tâm thực sự. Em không thích điểm gì ở người đàn ông. Nói chung là không có nóng tính,
và giận nhau cái gì thì nhiều lúc thì là em là con gái thì khi anh nóng thì em cũng có thể kiềm chế và em sẽ im lặng, nhưng mà em không thích mẫu người con trai là giận hay ghen hay tức gì lên là đập đồ đập phá, em không thích như vậy. Nói chung là người đàn ông thì ai cũng có cái nóng, nhưng mà quan trọng là họ nóng như thế nào và biết kiềm chế hay là nóng đúng lúc. Một chút biểu diễn tài lẻ của mình cho bạn gái đi coi nào. Thì em cũng xin góp vui với chương trình. Lâu lắm không... Đứng xa đã trúng tuổi chứ. Ôi. Bữa mẹ anh cũng quơ vậy mà anh lũng một lỗ đây. Bởi vậy hôm nay em mới lợi đem cái nhựa anh ạ. Rồi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn nhé. Yeah. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên khi chúng ta bấm nút. Vậy, cho em xin phép anh. Làm gì anh không cắn đâu. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, rồi, sớm cảm ơn anh chị báo tin vui cho chương trình nha. Dạ, rồi. Đến tôi nha. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Em cũng trải qua được một mối tình rồi, em cũng yêu nhau được 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ, tại vì là còn trẻ thì mỗi đứa có một công việc riêng, một chí hướng riêng nên tụi em cũng không tìm được tiếng nói chung. Cũng may mắn là sau chia tay thì tụi em vẫn là những người bạn tốt. Nào, xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào em. Rồi, đi em. Bây giờ nào bạn nữ, chúng ta giới thiệu về bản thân mình đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, đến anh Quyền Linh và toàn thể khán giả đang xem tại trường quay, cũng như khán giả đang xem trên quốc truyền hình. Em tên là Lê Nhật Minh Trang, em sinh năm 1993. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng ạ. Nhân viên ngân hàng, wow. Dạ, mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Kiếm Anh. Em năm nay em 27 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh tại Nguyễn Kim. Em quê ở đâu? Em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bạn gái. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ thì ưu điểm của em là trong công việc thì em làm việc rất là nhiệt tình và chăm chỉ. Còn trong cuộc sống thì em cũng là một người hòa đồng, vui vẻ. Và em rất là thẳng thắn trong những mối quan hệ thì em rất là rõ ràng. Rồi em có cái điểm xấu gì không? Tật xấu gì không? Hiện tại thì em đang sống ở với mẹ, cho nên là công việc nhà nấu nướng thì cũng có mẹ lo. Cho nên là em nấu ăn cũng chưa được ngon lắm. Cái đó cũng chưa phải là tật xấu đâu. Bạn ơi! Dạ. Bạn sao? Dạ, ưu điểm của em là em chắc là sự tự tin. Với lại em hòa đồng, vui vẻ trong công việc. Tật xấu của em thì chắc là em ngủ thì hơi ngáy to lắm. Nó xấu đó là thuộc về một trong những cái bệnh lý của nhiều người. Dạ. Còn gì nữa không?
Dạ không, em thì không có hút thuốc, không có uống rượu gì hết. Trời, quá tốt. Dạ. Sở thích của bạn là gì? Dạ sở thích em thích đi ăn những món ngon. Em thì không có ngại xa, ví dụ như nhà em quận 12, nhưng mà nhiều khi em thèm ăn hủ tiếu quận 8 thì em có thể chạy từ quận 12 qua quận 8 được. Sở thích của em cũng là sở thích của nhiều người đó em. Còn sở thích gì nữa không? Dạ em thích cái này thì cũng nói ra cũng hơi ngại, nhưng mà em cũng chia sẻ luôn là em cũng thích hôn. Thích hôn hả? Thích hôn hả? À, dạ. Hôn, thích hôn dạ. Hả? Dạ. Trời ơi, thực sự em là một cái người mà thành thật nhất á. Đàn ông ai cũng thích hôn á, mà ít ai mà dám tự thú nhận lắm á. Đó, em thú nhận dùm cho anh Quyền Linh em luôn đó. Em được mấy người rồi? Em cũng không nhớ nữa. Tức là em thích hôn một người nào đó biết hôn á. Biết hôn? Là sao, là sao? Tức là hôn tùy hoàn cảnh hả chị? Ví dụ như là đi chơi giỡn qua giỡn lại vui vẻ, hôn nhẹ cái chốc dễ thương dạng vậy. Cái đó ai không biết ông ơi. Không thấy ai biết hôn hôn qua lại được liền à? Không, cũng tùy người. Cũng có nhiều người không biết hôn, mình phải chỉ người ta đi. Chỉ luôn hả? Ôi dữ vậy ta. Dạ. Cái này tìm hiểu sao đi. Linh này. Hả? Linh biết hôn không? Ai biết. Lúc biết lúc không. Nói chứ em biết hôn không? Dạ cái đó thì khi mà cái đó là một cái gia vị rất là tuyệt vời cho tình yêu rồi. Là gia vị tuyệt vời của tình yêu. Nếu mà mình yêu được nhau thật lòng thì em nghĩ cái đó cũng không phải là phải học gì đâu ạ. Là bản năng rồi. Dạ, rồi. Là bản năng rồi. Bây giờ là em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Dài nhất là mấy năm? Dài nhất là hơn 2 năm. Ngắn nhất thì khoảng trong giai đoạn tìm hiểu khoảng 2 tháng. Sau 3 mối tình đó thì em thấy mình có lỗi gì hoặc là cần điều gì để bổ sung cho mối tình mới nhất này? Chung là em rút ra kinh nghiệm là tại cái lúc mà em chia tay cái mối tình lâu á, là tại vì em hy sinh cho người ta quá nhiều, nhưng mà cái người đó thì không có hy sinh lại cho em. Với lại là lúc đó thì điều kiện kinh tế em chưa được phép để mà em có thể làm được cho người ta nhiều hơn. Bây giờ kinh tế đủ sức chưa? Kinh tế em thì khá hơn hồi xưa rất là nhiều. Chuẩn bị lấy vợ được chưa? Dạ được. Có đủ chưa? Dạ cũng rồi. Còn em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ thì em cũng trải qua được một mối tình rồi. Bao lâu cơ? Dạ cũng cách đây 1 năm rồi ạ. Nhưng mà yêu nhau được mấy năm? Dạ tụi em cũng yêu nhau được 2 năm ạ. 2 năm, lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì là còn trẻ thì mỗi đứa có một công việc riêng, một chí hướng riêng, nên tụi em cũng không tìm được tiếng nói chung. Nên là tụi em quyết định chia tay. Nhưng mà cũng may mắn là sau chia tay thì tụi em vẫn là những người bạn tốt. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, em gái? Cái mẫu hình lý tưởng của em á? Mẫu hình lý tưởng của em thì cũng bình thường thôi ạ. Vui vẻ và tự tin, hòa đồng và biết lắng nghe, chăm quan tâm, chia sẻ. Ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì cao hơn em một tí. Cao hơn em là phải cao bao nhiêu? Dạ, khoảng 1m7. 1m7 đó lên, có cần phải đẹp trai rồi? Dạ, dễ nhìn là được rồi ạ. Dễ nhìn thôi, dạ, vâng tại ạ. Vì có nhiều người á, đòi hỏi cũng cao lắm. Dạ. Phải gợi cảm, phải duyên dáng, rồi phải có lông. Kỳ lắm. Ừ, em có muốn vậy không? Dạ. Ngoại hình thì có thể thay đổi theo thời gian, mà quan trọng là bản thân người đó có như thế bản nào thôi, đúng không? Dạ. Chào dạ, em. Thay đổi theo thời gian hả? Có những ngoại hình không thay đổi theo thời gian được em ơi. Đâu có chuyện mà Linh cứ cà khịa hoài là vậy. Linh muốn cái gì? Đó, chị mệt, có nói gì hả? Chị mệt cái nhà trai nhà em lắm luôn á, chị nói thiệt. Không lẽ giờ tôi đưa bạn gái đi về, không có gả nữa. Không gả nhưng mà tôi không nói gì đâu. Em, chị hỏi dạ. Em nè. Cái người bạn gái mà em nghĩ trong đầu phải là như thế nào? Em thì em không có một cái gọi là gán ghép một cái hình ảnh một người nào đó trong vô người bạn gái của em hết. Chỉ cần người đó hiền với lại hiểu chuyện là được rồi. Còn biết nấu ăn hay không nấu ăn thì không quan trọng. Tại vì bản thân em biết nấu ăn. Ví dụ như bạn gái em không nấu ăn được thì sau này về em muốn nấu ăn thì bạn em ăn, cho vợ em ăn. Em không thích cái gì, không thích điều gì ở người bạn gái? Người bạn gái em không thích là chắc là không chung thủy thôi. Còn ngoài ra gì nữa? Ngoài ra cái gì cũng được chị. Cái gì cũng được, dạ. Trời ơi em dễ dãi quá. Em trong tình cảm thì em hiền lắm. Ừ, cái anh này anh dễ thương mà anh dễ dãi quá luôn á. Em không đòi hỏi gì cao siêu. Đó, em thấy những cái điều tâm sự của bạn trai em thấy sao? Dạ thì nghe bạn tâm sự thì em cũng nghĩ là bạn cũng là một người chững chạc, đàng hoàng. Hoàn hảo đó. Dạ. Em sẽ đợi tới để xem, dạ, để xem như thế nào, đúng không? Dạ. Chào em gái. Dạ, em chào anh. Rất là xinh đẹp ha. Nói chung là đàn trai cũng cao ráo. Theo dạ. Tiêu chuẩn đàn gái đưa ra thì cũng đáp ứng được 80% trở lên. Khoảng bao lâu thì bên đàn gái cho đàn trai bước tới nè? Dạ thì
Khi mà tình yêu á, là mình phải có sự rung động đầu tiên trước. Thì khi nào mà trái tim rung động rồi á, thì mình mới bắt đầu tìm. Coi như hai người đều muốn rung động trước đúng không? Dạ đúng để rồi, thì mình mới bắt đầu tìm rung động hay không nha. Dạ, vâng. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và chị họ của em với lại bạn thân của em ạ. Ờ, là coi như là mình đồng phục hết đó phải không? Dạ vâng. Rồi, dì với chị họ với bạn gái. Thân. Xin chào hai MC xinh đẹp, cô Hồng Vân và chú Huyền Linh cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Tôi là dì của Minh Trang, đến với chương trình hẹn hò rất hay, chỉ cảm thấy hai trái tim rung động thì bấm nút. Gia đình tôi rất là tôn trọng con cháu, nếu nó rung động nó bấm nút chứ còn không ý kiến. Dạ cảm ơn dì, chúc cho chương trình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thành công hơn. Rồi cảm ơn thằng gái. Thằng trai đi với ai vậy? Em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. Đại diện thằng trai. Dạ con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và tất cả mọi người ở đây. Dạ thì con là em trai cũng như là đứa em làm chung với anh Kiếm Anh ở trong công ty Nguyễn Kim. Anh Kiếm Anh trong công việc á thì là một người rất là năng động, vui vẻ, biết quan tâm đến mọi người và đặc biệt là biết lắng nghe. Nếu mà tiến tới được với nhau á thì ảnh có thể là một bờ vai rất là chắc, quá chắc luôn cho chắc chị lắm. Gái ở bên này. Dạ về chị gái bên này thì thực sự rất là xinh, dễ thương và đặc biệt là cái giọng nói nghe cực kỳ ấm và đã nữa. Đã là... thì nếu là chị... con có bấm đúng không? À dạ bấm luôn. Bấm luôn. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn con. Em mở rào đi hả? Được đó. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Câu pháo hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc em ngày nào cũng tươi như pháo hoa này hả? Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Dạ, em có một quyển sách muốn gửi đến tặng anh. Cuốn sách này thì rất là hay và em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này. Cảm ơn em. Dạ. Ủa, rồi cái dù này có tặng không? Em tặng anh một món quà nữa, nho nhỏ. Em tặng anh một cây dù. Ý nghĩa là nếu như mà dù này thì che nắng che mưa, nếu như mà nên duyên nên phận thì mình đưa nhân tiền. Cảm ơn em. Ôi, dù này che nắng che mưa, nếu nên duyên vận mình đưa nhau gì à? Ghê thật. Anh chào em. Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội nói chuyện tiếp với nhau. Dạ vâng. Thì anh cũng chờ đợi giây phút này cũng từ lâu rồi. Tại vì anh thấy qua cách nói chuyện ở lúc mà chưa kéo màn á thì anh thấy anh cũng với em cũng rất là hợp. Thì không biết là kéo màn ra rồi em thấy anh em có màn đâu cảm... kéo. kéo rào. Kéo rào rồi em thấy anh có khác gì so với cái mường tượng trước đây của em không? Em cũng nghĩ anh là một người ấm áp và nhiệt huyết trong công việc, với lại có tinh thần cầu tiến. Thì nói chung đó là những cái đức tính mà rất là tốt ở một người đàn ông. Còn anh thì thấy em rất là xinh, rất là dễ thương. Hoa thì anh tặng em rồi, anh sẽ có một phần quà nữa để tặng cho em. Vâng ạ. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em có dạ, thể em có thể ngồi xuống và mở nó ra. Dạ vâng ạ. Em để lên bàn là em biết là cái gì này. Đó là con búp bê lật đật á. Dạ em cũng lật đật. Tại sao lại tặng lật đật em hỏi đi. Dạ. Thì em cảm ơn anh về món quà. Dù cho em xảy ra bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, dù chuyện tình cảm hay là công việc, em cũng sẽ vượt qua, em cũng sẽ tự đứng dậy trên chính đôi thân của mình. Dạ. Giống như cơ chế hoạt động của con lật đật là dù cho có động đến như thế nào cũng không bao giờ ngã luôn được. Đó là ý nghĩa của anh tặng món quà cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em hiện tại là đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ở quận Bình Tân ạ. À, nhà anh qua quận Bình Tân cũng gần. Nhưng mà dù cho ở đâu thì anh cũng có thể qua được. Dạ. Tương lai thì nếu mà chúng ta về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý, quan điểm về con trai con gái thế nào? Em dạ nói trước đi. Dạ, về con cái sau này thì khi mà mình đã tìm hiểu nhau rồi và nếu như có những cái điểm chung và cũng như là sự quan tâm nhau thật sự rồi á, thì con cái đối với mình đó là điều rất là thiêng liêng rồi. Nên là em nghĩ là em không có quan trọng việc con trai hay là con gái. Tại vì đó là nó là một cái điều rất là thiêng liêng rồi. Một điều thiêng liêng thì mình không thể nào mà mình đi phân biệt nó là mình thích trai hơn hay là thích con gái hơn ạ. Còn anh thì anh cũng giống như em, anh cũng không quan trọng là con trai hay con gái. Con thì trời cho, con nào cũng được cũng là con hết. Dạ vâng. Còn kinh tế thì như là đưa cho vợ giữ tiền rồi. Để chứ vợ giữ thì sẽ có được nhiều thứ hơn. Rồi vợ làm ngân hàng nữa đó, tiền đẻ ra tiền nhưng không có đơn giản. Bây giờ em có thể tiến tới nắm tay bạn gái và hát tặng bạn gái một bài nào đó. Chúng ta vừa nắm tay để cảm nhận về
về nhau ha. Mời em. Dạ em xin phép để anh nhìn nắm nhau tay em. Trò chuyện nắm tay và nhìn nhau để gửi đến em với lại mọi người bài Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, người cứ thế mà trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Phút giây trôi qua bao tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn là tia nắng, vì em luôn quên rồi. Hồi dạ, học sao? Cảm ơn anh. Hồi học quá. Cảm ơn anh ạ. Em hát đáp lại đi. Dạ thì em cũng xin gửi đến anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như là khán giả bài Chờ Đông. Anh ơi có phải trời đã sắc đông, anh ơi có phải ngoài trời đang mưa, mùa đông giá băng anh đi tìm, mùa đông ấy ân em đang chờ, chờ màu áo cưới cho em. hai bạn này mà dắt tay nhau đi karaoke là không biết đứa nào hát hay hơn đứa nào luôn, đứa nào hát cũng quá hay. Thôi ngồi trở về vị trí các bạn. Các bạn đã trò chuyện, cùng nắm tay, cùng cảm nhận. Và bây giờ thì chúng ta cùng để tay vào nút bấm. Kiểm tra lại trái tim mình một lần nữa, xem thực sự đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu phải, chúng ta trao nhau cơ hội, chúng ta trao duyên cho nhau. Nếu không phải, chúng ta không cần bấm. Hãy sống thật với trái tim của mình nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Dạ thì em xin đầu tiên em xin lỗi anh vì cái là cảm xúc hiện tại thì cái là chưa phải cái cảm xúc mà em đang đi tìm. Thì em hy vọng là em không bấm là vì em rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cho nên là em mong là em sẽ nhường cơ hội lại cho những bạn khác. Và anh là một người rất là tốt và em tin là em tin như vậy và nhất định anh sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc sau này. Và em xin lỗi anh tại vì dạ em cảm ơn anh rất là nhiều về những tình cảm. Em không có lỗi điều này và em đã làm đúng trái tim của mình. Dạ vâng. Em đã có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Chúng tôi trân trọng tất cả điều đó. Dạ. Ngày hôm nay các bạn đã sống thật bằng cả trái tim của mình và tôi tin chắc rằng trên truyền hình có nhiều người sẽ bấm cho các bạn. Dạ. Những món quà các bạn trao cho nhau hãy giữ lấy làm kỷ niệm. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
Anh có cảm thấy là chúng ta có vội vàng không? Không vội vàng. Cảm ơn chương trình anh chị. Và qua đó thì tạo được cái mối lương duyên giữa em và Thảo gặp nhau. Hồi trước bố em còn sống cũng thích làm bộ đội, nhưng mà dần nhiều lý do nên bố không làm, không theo được, không theo được nghề, nên là bố nói sau này có điều kiện thì con sẽ làm như vậy. Bộ đội hai từ thấy vấn vương, ngày đêm vất vả trốn theo trường, căn rừng chẳng quản nhiều mưa nắng, dự biển không nề những gió sương. Hai con bánh nốt là bác rất mừng, cũng chúc hai con được tiến xa hơn và được hạnh phúc với nhau.